trèo lên đỉnh mái vòm của Wembley bằng tay không tin từ London. Một vận động viên mạo hiểm đã leo lên đỉnh của mái vòm hội trường Wembley của London, trở thành người đầu tiên đứng trên đỉnh của cấu trúc biểu tượng này. James Kingston, 24 tuổi, đến từ Southampton, đã công chiếu trực tiếp sự kiện này vào ngày thứ Ba vừa qua để quảng bá cho một thiết bị kỹ thuật mới nhất của hãng EE, đó là máy hình hành động 4G EE. Anh đã được buộc vào người với một sợi dây khi leo lên mái vòm cao 130 m. Hơn 30 chuyên gia về an toàn đã dành ra 3 tháng để lên kế hoạch cụ thể cho thử thách liều lĩnh này của James Kingston. Tuy nhiên, bản thân của chàng trai gan dạ này cũng phải lên tiếng cảnh báo mọi người rằng không nên bắt chước mình dù rằng việc đứng trên đỉnh mái vòm Wembley rất hấp dẫn. Được biết, trước đó James Kingston từng chinh phục nhiều thử thách khác như chụp ảnh trên cần cẩu cao hơn 91 m trèo lên tháp Princess, tòa nhà cao thứ hai của Dubai hay thậm chí là tháp Eiffel ở Pháp. Anh chia sẻ thêm, anh vốn là người rất sợ độ cao nhưng càng sợ thì càng phải cố gắng vượt qua.